Em có mình căn cước công dân có vay được không anh? Ý bạn này là bạn này chỉ có căn cước công dân thôi, bạn không có những cái giấy tờ khác thì bạn có vay được hay không? Thì hiện tại mọi người, bên công ty của Ngọc nó đang có những cái chương trình vay qua app ứng dụng từ công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Saigon, và cái ứng dụng này là ứng dụng chính thống luôn nha mọi người, nên mọi người phải nói là rất là yên tâm nếu mà mọi người muốn vay tiền hoặc là vay tiền qua app mà mọi người hơi lo, hoặc là mọi người sợ bị lừa đảo, hoặc là mọi người sợ va vào những cái app gọi là tín dụng đen, thì công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Saigon đưa ra một cái app là ứng dụng HD Saigon, mọi người có thể tải từ CH Play đối với Android, hoặc là iOS thì mọi người có thể vào App Store để mọi người tải cái ứng dụng này là HD Saigon. Nó sẽ thể hiện công ty của Ngọc luôn. Và đối với những cái trường hợp mà có những cái giấy tờ khác thì Ngọc sẽ làm một cái clip khác. Còn đối với những cái trường hợp mà chỉ có căn cước công dân đó, chỉ có căn cước công dân hoặc là chỉ có chứng minh nhân dân á, thì vay như thế nào? Thì hiện tại cái gói vay đối với những cái giấy tờ mà chỉ có một căn cước công dân hoặc là một chứng minh nhân dân, thì hiện tại bên Ngọc đang có hỗ trợ một cái gói vay ưu tiên, đó chính là vay đồng hành. Đó, vay đồng hành thì chỉ cần căn cước công dân, nhưng mà với điều kiện là các bạn phải gặp mặt trực tiếp một trong những cái bạn nhân viên như là như là Ngọc. Đối với những cái khách hàng nào mà ở địa phương á, thì mọi người có thể liên hệ đến những cái bạn nhân viên như Ngọc là có mặt ở những cái cửa hàng trả góp, hoặc là những cái cửa hàng mà xe máy này đó, nó có những cái nhân viên, mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào những cái bạn đó. Còn những bạn nào mà ở Sài Gòn sẵn, những bạn nào ở Sài Gòn sẵn thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc. Có thể là mọi người vào Facebook của Ngọc, mọi người inbox cho Ngọc, Ngọc sẽ cho cái địa chỉ để gặp Ngọc trực tiếp. Thì Ngọc sẽ làm cái gói vay chỉ cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Thì cái gói vay này là gói vay từ 5 đến 10 triệu, và thủ tục thì cũng rất đơn giản, chỉ cần như vậy. Và cái gọi là cái thẻ nhân viên của Ngọc hoặc là của những cái bạn nhân viên nào mà các bạn gặp đó, nó chỉ cần như vậy thôi. Và sau khi thẩm định thì bên công ty nó sẽ hỗ trợ cho mình những cái khoản vay phù hợp với cái giấy tờ của mình. Còn sau khi mà các bạn làm được cái gói vay này rồi và các bạn góp xong, thì công ty sẽ có hỗ trợ những cái gói vay dành cho khách hàng thân thiết. Thì những cái gói vay đó thì cái hạn mức nó sẽ cao hơn và cái lãi suất thì nó tương đối là rẻ. Còn bạn nào muốn vay và cần cái mã giới thiệu thì cứ inbox trực tiếp cho Ngọc trên Facebook, Ngọc sẽ rep hết. Cảm ơn mọi người.